Hai cậu này mặc dù da rất trắng trẻo nhưng mà phơi nắng không hề có một chút mảy may. Chắc là người Nhật nó vậy. Tokyo nhé, ngắm toàn cảnh vịnh Tokyo một cách gọi là đầy đủ nhất. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy xa xa là có cái tháp truyền Tokyo Sky Chi đúng không? Chúng ít được kia kìa. Đấy. Rồi những cái tòa nhà đúng không? Đây là toàn bộ cảnh mà có thể ngắm thành phố Tokyo trọn vẹn nhất. Đỗ nhá, đỗ không? Sợ nắng không? Ừ thế thì cũng thế. Đỗ đi xuống cơ. Đỗ đi xuống thì em bảo. Quen rồi đúng không? Quen nhau rồi đấy. Mình quá hiểu nhau rồi đấy. Đây mà bây DJ đúng không? Nhưng mà cũng được, quay mà, quay clip thì cũng được. Mình thấy có cái tòa nhà ở chỗ cái tháp truyền hình kia màu trắng trắng mà không có cái gì không? Không có cửa sổ đúng không? Thực ra đấy là một cái ống khói nhá. Ống khói của nhà máy xử lý nước thải mà ngay được trước mặt kia mình có kìa. Nên là những cái tòa nhà đó bắt buộc là phải phủ bên ngoài cái hình đó, cái màu sắc đó, cái kiểu dáng đó để nó hài hòa với cảnh quan xung quanh. Ống khói mà đẹp. Đấy, chứ tự dưng bây giờ làm cái ống khói xanh đỏ tím vàng, đỏ trắng vào ấy thì trông nó không hài hòa. Thế là người ta yêu cầu là những cái ống khói đó là phải được gọi là bọc như vậy. Đấy, cái tháp đỏ bên kia nhìn thấy không kìa, cái tháp đỏ bên tay trái kìa đấy. Đấy chính là tháp truyền hình Tokyo Tower nhá. Là cái tháp mà tuy thấp hơn thế nhưng lại có giá trị lịch sử, có một cái ý nghĩa, đó chính là nó sử dụng cái nguyên liệu là tái chế từ những bom đạn trong chiến tranh còn sót lại, và độ cao của nó là 333 m và nó có hình dáng y xì như tháp Eiffel luôn. Đây mình đang chỗ cái tháp quả cầu kia, đấy là cái tháp cái trường hạ thủy Fuji. Nó cũng là đảo đấy, nó cứ đảo này đảo kia, chỗ này là nhà máy xử lý nước thải nữa đây. Quanh đây là nhà máy xử lý nước thải, nhà máy xử lý rác nhiều. Nhưng mà nhìn là ống khói là không thấy khói ra luôn, khói trắng, khói không nhìn thấy luôn. Đấy, và cái hình dáng phải bọc lại thế này. Đấy, toàn bộ ở khu này là có 6 cái đảo giống nhau, vuông như nhau này, gọi là đảo đấy nhưng mà cũng chả ai nghĩ đây là đảo. Nó là đảo nhân tạo. Liên kết với nhau bằng một hệ thống đường sắt, ví dụ đây ngay tay phải mình đây, nó gọi là hệ thống đường sắt Yurikamome. Cái hệ thống đường sắt này là không người lái và nó cứ đúng đến ga là nó mở, xong đúng đến giờ nó lại chuyển đấy đi, nó cứ chạy vòng từ trung tâm Tokyo sang bên này để cho người dân có thể đi lại thuận tiện. Là cái tuyến đường đặt tên riêng là Yurikamome. Tokyo Sawa sầm uất cả nhà ơi, đẹp quá. Phía bên đây là tòa tháp Fuji, tòa tháp truyền hình Fuji. Đấy, sang bên là tòa Aqua City, Odaiba mua sắm. Có một cái tháp đôi đằng kia, toàn cảnh vịnh Tokyo. Đây là tượng nữ thần tự do. Cái cầu cũng rất giống cái kiểu cầu cổng vàng của Mỹ, tượng nữ thần tự do. Rất đẹp, vịnh Tokyo. Đẹp từ cái ống khói, không gian xa hoa, sạch sẽ, tuyệt vời. Chà, đẹp quá. Đấy. Đấy, công nhận. Anh đây có view của sông cả trước. Tuyệt vời đấy. Bao giờ có cái thuyền nó chạy đến đây chụp. Đấy, cả chân tượng luôn này. Ôi, lên đây chụp rõ lắm. Làm kiểu có chân tượng. Không, bỏ. Đấy, đẹp lắm, chuẩn đấy. Đây con, đứng lên chụp. Luôn là cả chân tượng luôn, rất đẹp. Mà là có cả sông nước. Toàn bộ vịnh Tokyo. Trực thăng lượn
Công nhận từ hôm sang nay nắng đỉnh điểm ấy. Hay là mình ở kia mình không biết. Ở Tokyo nắng. Ừ. Đúng là đô thị, hiệu ứng đô thị khiếp thật. Mặc dù có biển biết. Ừ. Nắng chả kém gì mình đâu nhỉ. Mẹ cũng rát lắm. Tí nữa ám đèn lắm này. À, bạn ra đứng dựa ở cái chỗ này thì đây này, dựa ở góc kia. Chụp cho phát. Đây này, góc kia. Để nhìn thấy cầu cho dễ. Khác gì ở bên Mỹ đâu. Chờ chút nha. À, ừ, có mấy hòn đá kìa, hình như vẫn ngồi dưới đấy. Xuống đấy phát. Đây là đường cụt sao nhỉ? Có bạn có chụp ảnh chỗ kia không? Mỏm kìa. Đi xuống nước đi. Làm quả cano phi đây được đấy nhỉ? Đuổi mái được đấy. Giữa trưa nắng mẹ dần nó kéo hoài. Hôm qua thì khuya giờ vẫn thấy nó tấp nập nó đi làm nhỉ. Mẹ có làm phát ở kia không? Ái chà. Cái chỗ kia đẹp đấy, chắc nó không cho ra. Mấy cái này là đóng cửa. Ai chà chà, nép vào đây tí. Đây này, vừa nãy đứng ở kia đẹp này. Chụp ra đúng cái mỏm này. Ra vầy nước tí. Ở dưới kia lại có một cái cây rất là mát. Xuống anh em có thể sờ vào nước biển của Nhật Bản rồi. Vì có một con tàu rất lớn. Gió hơi nước rồi, mát rồi. Hai. À đứng, đứng ra mỏm kia phát nhỉ, tôi chụp cho. Đó. Đứng ở đây tôi chụp cho phát. Để lên. Thế là đều đủ ảnh rồi đấy. Xuống vịnh té tí nước vào chân rồi. Coi như là tắm biển Nhật Bản này. Chỗ này tương đối là nông, bãi bãi cạn thôi. Chỗ này. Ui. Hay quá nhỉ. Ui. Mát nhỉ anh nhỉ.
tự nhiên có cái cây sum suê này, long não à. Chỗ này nó có cho tắm không anh? Bơi vòng sang bên kia bơi về nhà. Úi giời, vịt rời. Nhiều vịt rời lắm. À, hai cậu này mặc dù da rất trắng trẻo nhưng mà phơi nắng không hề có một chút mảy may. Chắc là người Nhật nó vậy. Này, có làm kiểu đâu? Nắng à? Chỗ này đẹp hơn đấy. Ui. Bây giờ cái hạ tầng mình không thể là theo kịp, không thể làm được. Bây giờ kể cả có tiền cũng không làm được cái hạ tầng như này. Ở dưới nó quá nhiều thứ. Cây lồng não đẹp quá. Rồi, tạm biệt Vịnh Tô, tạm biệt Vịnh Tokyo. Một khung cảnh rất đẹp và xa hoa. À, chắc là phải quay về với thực tại thôi. Không thể nào mà cứ mơ mộng mãi được. Một chuyến sang đây đã tốn là rất nhiều tiền rồi. Quý các bác, cô chú anh chị ạ. Nhưng mà thực sự đi được thì cứ đi. Đến được đều cứ đến. Tiền thì có thể hết lại kiếm. Nữ thần tự do thấy con nói vậy có đúng không ạ? Đi lên trên để mua mấy thứ đồ.